Rồi, hello, Shop Đao Kiếm Phong Thủy xin chào tất cả anh em nhé. Đấy. Thì hôm nay mình giới thiệu hai mẫu. Hai mẫu kiếm, một mẫu là kiếm Nhật, mẫu kiếm là mẫu kiếm cổ nhá, cho anh em chiêm ngưỡng. Thì vào đầu video mình cũng nói luôn là hàng hóa bên mình. Đấy, ví dụ anh em ở miền Bắc thì vẫn hỗ trợ anh em cọc và hàng đến thanh toán. Anh em ở miền Nam thì bắt buộc phải chuyển khoản 100% mình mới bán nhá. Đấy, mình cứ nói luôn để anh em đỡ phải xem một lúc rồi mới biết, bắt đầu mới biết giá, bắt đầu mới biết hình thức giao dịch thì nó mất thời gian của anh em đúng không? Là anh em nào ok được thì anh em xem tiếp, còn không ok được thì anh em có thể không xem nữa nhá. Đấy, thì hàng hóa bên mình ấy thì mình nói luôn là trước khi anh em xem hay mua hàng đấy thì anh em cứ kết bạn Zalo với số điện thoại là 0705835859 của mình. Đấy, hoặc gọi thẳng cho mình. Đấy, ví dụ anh em cần gọi video thì một là qua Zalo, hai là qua Facebook. Facebook thì mình sẽ để dưới phần mô tả nhé, để anh em xem. Thì mình sẽ gọi điện quay cho anh em cái kho hàng bên mình. Đó, hiện giờ thì đợt vừa rồi là mình bán cũng khớ khớ rồi. Đó, nó cũng hết. Đấy, chắc là ngày mai ngày kia mình lại về nhiều thôi. Đấy, bên này thì vẫn còn một chút nữa. Đó, đấy, đèn đóm này, anh em thấy. Đấy, studio cho anh em luôn. Đấy, gậy gộc rất là nhiều nhá. Nhiều hàng hóa cho anh em. Đấy, thì nhiều những clip trước thì mình rất nhiều hàng hóa vì là hàng hóa mình là nó đang bị hết, thế cho nên là mình phải nhập dần về, nó đang về rất là nhiều mặt hàng. Đấy. Đấy, để lót và không để anh em phải mong đợi về giá cả thì mình báo giá luôn cho anh em nhá. Đấy. Cây Nhật kia là cây Gunto. Thép của nó là thép mangan cao nhá. Giá bên mình đang bán là 5,3 triệu nhá. Và cây thứ hai đó là cây, một cây dòng về nó là dòng tứ xuyên, đao tứ xuyên. Đao này gọi là dòng đao của cổ, gọi là kiểu là làm giả cổ nhá anh em nhá. Đấy, nó kiểu của nó kiểu như kiểu là cẩm y vệ anh em nhá. Đấy, thì mình nói sơ qua cho anh em một chút là như vậy. Thì vào chi tiết, à đâu, cái giá của cây này nhá, thì bên mình là bán 3,3 triệu, 5,3 triệu, 3,3 triệu anh em nhớ đấy. Không anh em lại tưởng là mấy trăm nghìn. Đấy, nó rất là mất thời gian. Với lại tiếp theo mình nói luôn với anh em này. Đấy, bây giờ nó ở công nghệ nó là 4.0 rồi, 5 chấm đến nơi rồi. Đấy, mà nhiều anh em mua hàng hóa là cứ bị lừa hoài à. Video nào anh em mua bất cứ ở shop nào cũng thế, là anh em phải xem nó có cái biển báo ấy, tên của nó rồi số điện thoại ở biển thì mình cứ gọi vào số điện thoại đó là chuẩn. Chỉ rất nhiều trên mạng bây giờ là ăn cắp video của mình, đăng lung tung, nó đăng lên là anh em thấy, anh em thấy là ừ, anh em mua hàng vào cái chỗ tiêu đề của nó thì anh em bị lừa ngay, hoặc là anh em comment để lại số điện thoại trên cái Zalo của, trên cái YouTube của mình mà mình chưa xem kịp thì sẽ có thằng nó lấy cái link, cái số điện thoại khác, nó cũng tạo một cái Zalo giống y như cái Zalo là Đao Kiếm Phong Thủy của mình để nó vào kết bạn với anh em rồi nó lừa anh em. Đấy, đã có trường hợp như thế rồi nhá, cho nên mình nói lại một lần nữa là anh em phải tìm Zalo của mình hoặc cái đường link Facebook mà mình đã để dưới phần mô tả ấy, thì không thằng nào nó thể ăn cắp được của mình và giả mạo được cái đấy của mình, vì chỉ có một số điện thoại đó mới tìm ra được cái Zalo chính của mình thôi. Thì anh em phải tìm chứ mình không đi tìm anh em, không bao giờ mình đi tìm nhá. Đấy, với lại thứ hai nữa, nhiều anh em cứ lom dom sợ cọc, bây giờ chuyển khoản nọ kia ấy, thì mình lại nói luôn đây, công nghệ nó 4.0 rồi, anh em có thể gọi video để check kho hàng và check xem có uy tín không. Check bằng cách như nào? Bằng cách mình gọi video cho anh em xem kho hàng đấy. Đấy, điện thoại anh em dùng cũng là điện thoại thông minh, sở tivi cũng là smart tivi, cái gì cũng thông minh, máy giặt thông minh, thậm chí là nhà bây giờ cũng là nhà thông minh nữa, mà đầu óc nó lại quá tối thì thôi, anh em cầm cái điện thoại anh em đập con mẹ nó đi nhá, đừng dùng điện thoại nữa, dùng những cái thông minh nhưng mà mình lại cứ ngu đi. Đấy, đấy mình nói anh em hiểu đấy, dùng thì toàn thứ thông minh nhưng mà đầu óc lại cứ ngu đi, thế thì tốt nhất là đừng dùng nữa, cũng đừng lắp mạng, đừng xem YouTube và cũng đừng chơi mạng xã hội nữa, và cầm cái điện thoại đập mẹ nó đi, lấy cái búa đập mẹ cái điện thoại đi cho nó đỡ ngu, để cho nó ngu mẹ đi thì nó bảo ừ, thì nó chửi mình ngu thì không ngoan. Mẹ dùng toàn cái thông minh nhưng mà mẹ đầu óc nó rất là ngu, không hiểu là dùng làm cái gì, tốn tiền tốn của nhá. Đấy, nói qua cho anh em vậy. Đấy,
Còn anh em ấy mua hàng trên mạng ấy, lừa đảo thì đúng là thật là rất là nhiều, nhưng mà anh em nghe tôi nói ấy, thì anh em không chịu nghe đấy, chưa chi đã vào đã chửi rồi đã bới rồi đấy, ngồi đấy để tôi dạy cho anh em. Anh em đang ngu lắm, những cái thằng ngu thì thường hay bảo thủ đấy, mình nói qua vậy cho anh em hiểu. Cho nên là thôi bớt cái bảo thủ này của các ông đi, ngồi đấy nghe tôi dạy cho nhá. Đấy, mình bây giờ ấy làm cái gì cũng ấy, mình phải tìm hiểu tham khảo rồi mình hãng mua bán nhá, rồi để đỡ bị tránh mình bị lừa đấy. Còn anh em đã gặp đến tôi rồi thì thôi không phải nói hàng hóa đấy. Tôi ấy, quay được cái kho hàng ấy, tôi không số thứ nhất ấy. À, tôi mà nhận thứ hai ấy, thì đéo thằng nào dám nhận thứ nhất đâu anh em ạ. Nhá, đấy nói vậy thôi. Thì mình sơ qua cho anh em là chắn của nó là hoa văn nhá, bọc đồng đấy, công phượng các kiểu nhá, đây là con phượng vỏ gỗ nhá. Cây này nó dài 90 cm anh em nhá. Đấy, dòng của nó là dòng vẫn có rãnh cho anh em nhìn thấy chưa, ok chưa. Đấy, bản của nó là dày 5 ly 5 phân, à quên, 5 ly 5 mm, khoảng cỡ đó, 3-4-5 mm mình chưa đo rõ nhá. Đấy, biết là nhiều anh em hỏi ấy, là khi là 90 cm hay 1 m là tính từ đâu, thì mình cũng lại nói luôn cho anh em, người ta phải tính từ đầu này cho đến đầu mũi, đúng không? Chứ chẳng có thằng nào nó đo chiều cao, nó chặt mẽ đầu, nó đo đến cổ thôi nhá. Đấy, nói vậy cho anh em hiểu. Thì cái cây này ấy, nó cái tay cầm nó lại nó khoảng 18 cm, còn lại là cái lưỡi, cái mũi, cái lưỡi của nó là hơn 70 cm nhá anh em nhá. Anh em nào mà có trưng bày giả cổ rất là đẹp. Và giá bán nhá, là mình nói luôn, giá của cây này mình bán là 3,3 triệu. Đấy, nắp đầu video, cuối video nhắc hết cho anh em xem. Đấy, nói rõ ràng, không mập mờ về giá cả, không có gì cả. Đấy, không mập mờ về giá cả cho anh em. Đấy, anh em thích cây nào chọn cây nào, dầu mỡ vẫn có cho anh em. Đấy, Zalo và số điện thoại thì rõ ràng. Đấy, thứ hai có cây mangan. Đó, vỏ nhá, là bọc da bên ngoài, bên trong thì chắc chắn là nó là gỗ rồi anh em nhá. Đấy, đấy, để anh em cầm như này đấy, rất là ok nhá anh em nhá. Đấy, đầu này là được bọc đồng, chi tiết rất là đẹp. Đấy, đẹp hay không thì cũng tùy mắt mỗi người anh em ạ. Đấy, mỗi thằng thích kiểu, mỗi người thích một kiểu. Còn tôi bán thì nói thật với anh em thì chắc chắn là tôi phải nói là nó đẹp rồi. Đấy, còn nhiều anh em có hỏi là có tặng giấy tờ, tặng những cái giấy tờ là có hết dầu mỡ là có đủ nhá. Và thực ra những cái đó nó cũng không quan trọng lắm đâu anh em. Cái quan trọng là mình mua là đúng hàng là được. Đấy, mình sẽ lau qua cho anh em. Đấy, thép mangan đây. Đấy, thì nhiều anh em hỏi là tại sao có những cây T10 nó anh bán 6 triệu, tôi bán 6, ông bán 6 triệu, có cái cây ông bán 5 triệu. Đã thưa là nó đắt đấy, nó không phải ở cái thép. Cái thép nó đã đắt rồi thì nó có giá như vậy. Và nó đắt ở những cái linh phụ kiện đây. Đấy, cái này ví dụ bọc đồng chẳng hạn, cái này bọc da gì đấy chẳng hạn. Mà với thứ lại thứ hai nữa là tôi nói thật với anh em là tôi không biết. Cái thằng nó sản xuất nó bán cho tôi, nếu bảo cây này tôi bán đắt, nó bán đắt cho tôi thì tôi bán đắt lên, nó bán rẻ thôi tôi bán rẻ. Đấy, nói thật với anh em nó là như thế. Chứ còn giá cả thì nói thật với anh em nó không quan trọng đâu. Cái quan trọng nhất đó là anh em tin tưởng, mua là có hàng. Chứ còn 50, 100 hay là 200, 300, vài trăm nghìn nó đắt hơn, nó chẳng là cái vấn đề gì cả. Khi cái lòng tin anh em đặt vào mình nó mới cái quý. Chứ còn anh em tiếc vài trăm nghìn rồi cuối cùng chạy sang cái thằng nó mua đắt bán rẻ hơn, nó lại lừa thì cũng khổ, đúng không? Tức là khi anh em đã biết mình là bán chuẩn rồi, ôi ok, đắt hơn 500, 300 vẫn quất, đúng không anh em? Nhưng khi bên thằng bên kia nó bán rẻ hơn mình, nhưng mà mình chưa biết nó bán làm ăn thế nào, thì mình cũng không nên mạo hiểm đánh đổi 300 so với 5 triệu một cây được, đúng không? Mình không đánh đổi vậy. Ví dụ nó rẻ hẳn cơ, ví dụ là cây này nó bán 500 cơ thì anh em có thể đánh đổi. Nhưng mà giữa năm anh em đã bỏ ra đến 5 triệu rồi thì đừng tiếc thêm 300 hay 500 làm cái gì nữa để cho nó mất tiền ra, nó khổ ra nhá. Ví dụ những cây này mẹ có thằng nó bán 500 nghìn cơ, bảo ok luôn đúng không? Mẹ bố mày cùng nắm bố mày mất 500 đúng không? Chắc chắn là mất. Thôi vậy cho anh em hiểu. Mình nói thật với anh em là thấy, mình thấy cây này không biết anh em có nhìn có ok không, nhưng mình thấy là đẹp vãi cả đái luôn. Anh em nhìn nó đẹp vãi đái cũng được ấy. Đấy, còn cái thép mangan này như nào thì là
chất lượng nó như nào thì anh em cứ lên Google nhá, Google nhá, hỏi chị Google. Đấy, nó là chuẩn nhất, chứ còn nói thật nhiều khi mình cũng chỉ nói luyên thuyên thôi. Mình thì nói thật này, trước ấy thì bố mẹ mình thì muốn mình làm MC. Đấy. Nhưng mà thế đéo là dòng đời xô đẩy để đi bán đao kiếm. Đấy, khổ thế chứ anh em ạ. À. Đấy. Đấy. Những cái hàng này cái độ sắc của nó thì nó là vô mẹ đối rồi. Đấy, mình sẽ thử cho anh em nhé, sẽ chiêm ngưỡng. Đấy. Đấy. Cái độ sắc của nó gọi vô đối luôn này. Đấy. Vô đối. Anh em phải nói là dùng từ vô đối nhá. Đấy. Nhiều anh em bảo thử chặt cái gì nhưng nói thật với anh em, cái này nó đẹp như này mà đem ra chặt thì nó những cái vật nó cứng thì nó tiếc tiền lắm anh em. Nhưng mà mình cảm nhận cái lưỡi của cái thép mangan này nó đẹp, khá đẹp nhá. Nó kiểu xanh xanh đen đen, nó khó tả lắm, nhưng mà đây nó vân vân trắng trắng, nó khá đẹp, rất là đẹp. Đấy. Đấy. Còn mỗi người mỗi kiểu thôi. Đấy, chứ còn không ai là ấy được cả. Đấy. Và thứ hai nữa đấy, anh em đợi mình khoảng 2 phút, là khoảng 30 giây mình sẽ lấy cho các anh em lọ dầu. Đấy, để mình mình lấy cái lọ dầu ở đây. Dầu thì mình có kèm cho anh em đây. Đấy. Thì anh em xài nhá. Thì anh em mình sẽ đưa dầu cho anh em và anh em sẽ xịt nó vào. Đấy, sau cứ anh em đã xịt vào ấy, hoặc là mình bán mình sẽ bôi dầu cho anh em rồi đúng không? Đấy, bôi dầu cho anh em rồi thì thỉnh thoảng ấy thì cái gì cũng thế, người đôi khi cũng phải đi bảo máy móc cũng phải bảo trì bảo tu thì mình cũng phải lên giữ gìn nó, thì cái lọ dầu như này anh em cứ xịt đều vào đấy. Đấy, xịt đều nha. Đấy, cứ khoảng nửa tháng ở đâu nửa năm hoặc năm anh em xịt cho tí. Đấy. Thì anh em nói thật với anh em nó chơi muôn đời, không bao giờ gì, không bao giờ. Đấy. Anh em phải hiểu này, sắt thép thì nó mới gì, phải gì thì nó phải gì nhé anh em nhé. Còn inox thì nó mới không gì thôi. Tất nhiên có những loại thép nó không gì nhưng nó lại không đạt được cái yêu cầu như thế. Đấy. Yêu cầu là về độ cứng, về độ các yêu cầu khác. Em phải hiểu vậy, vẫn có thép không gì nhưng mà nó lại không thể đạt yêu cầu nhá. Đó, ok chưa anh em nhá. Thì anh em cần mua cây nào thì cứ chụp ảnh lại màn hình cho mình, thì anh em gửi qua Zalo cho mình thì mình sẽ, chưa biết giá thì mình báo giá, còn biết giá rồi thì mình sẽ tư vấn cho anh em tiếp nhá. Còn anh em nào ở miền Bắc thì cứ nhận hàng thanh toán nhà xe, vẫn hỗ trợ cho anh em cọc và hàng đến thanh toán. Còn anh em ở trong miền Nam nó quá xa, cho nên là mình bắt buộc phải chuyển khoản thì mình mới gửi được, vì mình sẽ gửi chuyển phát cho anh em đến tận nhà cho anh em luôn, anh em không phải lo về cái chuyện đó nhé. Hàng hóa thì bên mình có như sao quay như vậy nhé, không có thêm hay bớt cái gì cả, rõ ràng quan điểm hình thức mua bán. Nói cọc chứ mình không nói có cọc, trong miền Nam mình nói là chuyển khoản là mình nói là không là chuyển khoản, chứ mình không nói là không chuyển khoản đâu anh em ạ. Cho nên anh em nhiều khi anh em vào cứ hỏi bạn vẹo nó mệt lắm nhá. Đấy, thì sơ qua cho anh em một chút như vậy. Thì Zalo và số bán hàng của mình là 0705835889. Anh em cần mua thì liên hệ với mình. Đấy. Và anh em xem nhớ like và đăng ký kênh cho mình, xem những video tiếp theo bên mình đang bán. Rồi, xin cảm ơn anh em. Chào anh em, chúc anh em mạnh khỏe.